một lễ hội truyền thống lớn được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trước ngày lễ các thánh của đạo Kitô giáo. Đây là một ngày lễ được tổ chức để đánh dấu sự kết thúc của vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá, nhằm tưởng nhớ những người quá cố, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả những người thân đã qua đời. Ngày nay, lễ hội Halloween thường được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới, quy mô lớn hay nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Các biểu tượng đặc trưng cho lễ hội này là những trái bí ngô đèn lồng, hình ảnh phù thủy ma mị, trái táo độc, những con ma quỷ máu me, ghê rợn, hay những con vật báo hiệu cho cái chết như là cú mèo, rơi. Trong ngày này, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn. Và trong thử thách Code Kitten lần này, cô và các bạn sẽ cùng nhau lập trình một dự án về chủ đề Halloween. Các bạn hãy cùng đoán chơi nhé! Luật chơi của trò chơi này như sau. Cố gắng vượt qua nghĩa địa và tránh những chướng ngại vật bằng việc sử dụng phím cách. Nếu không vượt qua được chướng ngại vật, bạn sẽ bị zombie ăn thịt. Trong dự án này, cô có một vài gợi ý cho các bạn. Đầu tiên là lập trình di chuyển cho cậu bé. Nhân vật này sẽ đứng một chỗ và thực hiện hành động chạy và nhảy lên khi được bấm phím cách. Cô tạo hai nhân vật, một nhân vật thể hiện hành động chạy, một nhân vật thể hiện hành động nhảy. Mỗi một nhân vật thì có rất nhiều trang phục khác nhau để nhân vật có thể thực hiện được các hành động. Cô sử dụng câu lệnh liên tục kết hợp với câu lệnh trang phục kế tiếp và câu lệnh đợi để lập trình cho hành động chạy. Cô tạo thêm một nhân vật có hình chữ nhật, có kích thước gần bằng nhân vật cậu bé, có tên là nhân vật thay thế. Nhân vật này sẽ quy định phần chuyển động của nhân vật cậu bé. Khi phím trắng được bấm, nhân vật này sẽ phát tin nhảy. Và để lập trình không nhảy liên tục khi bấm phím, sử dụng thêm câu lệnh đợi. Cô tạo một biến trạng thái để xác định hành động chạy hay nhảy của nhân vật. Khi nhận tin nhảy, đặt trạng thái bằng nhảy, nhân vật di chuyển lên trên, sau đó di chuyển xuống dưới và phát tin chạy. Để lập trình như vậy, sử dụng câu lệnh khi nhận, câu lệnh lặp lại cho đến khi, câu lệnh đang chạm, câu lệnh thay đổi y một lượng và câu lệnh phát tin. Khi nhân vật cậu bé chạy hay cậu bé nhảy mà nhận tin Update Animation thì sẽ đặt tọa độ của nhân vật thành tọa độ của nhân vật thay thế. Để lập trình như vậy, sử dụng câu lệnh khi nhận, câu lệnh nếu thì, câu lệnh so sánh bằng, câu lệnh đặt x bằng, câu lệnh đặt y bằng. Và để lấy được tọa độ của nhân vật thay thế, sử dụng câu lệnh phong lên khác và chỉnh sửa lại để lấy tọa độ. Lập trình cho nhân vật zombie thực hiện hành động đuổi theo nhân vật cậu bé, khi thấy vật cản thì sẽ nhảy lên. Để lập trình được như vậy, các bạn cần tạo các trang phục cho nhân vật. Sử dụng câu lệnh chuyển sang trang phục kết hợp câu lệnh đợi để lập trình hành động. Lập trình khi nhân vật đến gần vật cản thì nhảy lên và rơi xuống. Sử dụng câu lệnh nếu thì, với điều kiện là sử dụng câu lệnh so sánh, toán từ logic và câu lệnh khoảng cách. Để lập trình di chuyển nhảy lên thì sử dụng câu lệnh lặp lại, câu lệnh thay đổi y một lượng và câu lệnh đợi. Trong dự án này, các nhân vật không hề di chuyển mà chính là mặt đất di chuyển. Dự án này thì cô tạo 3 nhân vật mặt đất, trong đó có 2 nhân vật mặt đất lập trình di chuyển và cho nhân vật lập trình đi tới lớp trên cùng. Còn nhân vật còn lại để lập trình va chạm với nhân vật thay thế. Để lập trình di chuyển cho nhân vật mặt đất, cô tạo biến cảnh động và liên tục thay đổi biến này một lượng là -10 cho tới khi giá trị nhỏ hơn -480 thì đặt lại biến bằng 0. Sử dụng câu lệnh thay đổi giá trị biến số một lượng, câu lệnh nếu thì, câu lệnh so sánh, câu lệnh đặt biến số, nhân vật mặt đất 1, mặt đất 2 di chuyển thì sử dụng câu lệnh đặt x bằng. Với mặt đất 1 thì giá trị của x là biến cảnh động, còn mặt đất 2, giá trị x là biến cảnh động cộng thêm với 480. Và cô tin rằng với các gợi ý của cô cho thử thách này thì các bạn hoàn toàn có thể lập trình dự án về Halloween. Các bạn có thể tăng thêm độ phức tạp và độ khó cho dự án của mình. Và nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận phía dưới, cô sẽ giải đáp giúp các bạn.